Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng đến với tin tức của ngày hôm nay, ngay bây giờ nhé. Sau một thời gian khá dài im ắng và vắng bóng thì mới đây trong một sự kiện người ta đã thấy Min trở lại, nhưng mà lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Và qua những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội thì nhiều người đã cho rằng có vẻ như là Min đã sửa lại tất cả mọi thứ trên gương mặt của mình để có được nhan sắc ở thời điểm hiện tại. Sau một thời gian dài vắng bóng thì mới đây nữ ca sĩ đã khiến cho công chúng xôn xao và bàn tán với diện mạo vô cùng khác lạ của mình. Vẫn là Min nhưng các nét trên gương mặt đã có phần khác lạ hơn. Việc nhiều người đồn đoán rằng Min đã nhờ đến dao kéo để can thiệp vào nhan sắc của mình trong thời gian yên ắng vừa qua cũng là điều mà mọi người đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Mặc dù là nữ ca sĩ vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận hay là chia sẻ về điều này. Qua rất nhiều bức hình được đăng tải trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã không ngần ngại chỉ ra rằng những điểm khác lạ trên gương mặt Min đã cho thấy cô đã nâng mũi này, tiêm mặt, làm môi, cắt khóe mắt vân vân, và nói cách khác là Min gần như đã sửa lại tất cả những đường nét trên gương mặt của mình. Tuy nhiên thì sau tin đồn đập mặt xây lại thì Min đã nhận được khá nhiều lời khen cho nhan sắc mới của mình. Gương mặt đã thon gọn hơn, quyến rũ hơn và trưởng thành hơn nữa. Còn các bạn thấy sao? Hãy chia sẻ với channel nhé. Và tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 11 thì rất nhiều tờ báo trên thế giới đã đồng loạt đưa tin việc Việt Nam chúng ta sắp tổ chức một chặng đua F1 vào năm 2020 tới đây. Và có lẽ đây sẽ là một tin vui đối với rất nhiều người yêu thích bộ môn tốc độ này. Hãng tin AFP đã trích dẫn một lá thư cho biết là Việt Nam sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 3 ở Đông Nam Á tổ chức một chặng đua F1 vào năm 2020 tới đây bên cạnh Malaysia và Singapore. Thông tin này thì đã đồng loạt xuất hiện trên rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới, ví dụ như là BBC, Daily Mail, The Sun của Anh và RT của Nga và Straits Times của Singapore. Tuy nhiên thì các tờ báo cũng nói rõ rằng FIA, đơn vị chủ quản của giải đua tốc độ danh giá nhất thế giới này, chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Hồi đầu tháng trước thì FIA cho biết họ đã ký kết với thành phố Hà Nội về một chặng đua F1, nhưng mà vẫn còn một số công việc phải chuẩn bị trước khi mà có công bố chính thức. Cụ thể thì vì kinh phí tổ chức cho giải đua này rất lớn, nên là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Hà Nội nếu như đưa giải đua này về Việt Nam thì phải dựa trên tinh thần xã hội hóa toàn bộ, chứ sẽ không dùng tới ngân sách của nhà nước. Và phía nhà tổ chức, đơn vị chủ quản cho biết là dự kiến chặng đua F1 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nhiều khả năng là sẽ tổ chức tại khu vực Mỹ Đình với chiều dài của đường đua dự kiến khoảng 6 km. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu, cặp đôi đã từng giành được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả, và sau khi mà họ tuyên bố chia tay thì đã khiến cho không ít người vô cùng tiếc nuối. Và mới đây thì một thông tin đã được chia sẻ rầm rộ trong ngày hôm nay, đó chính là việc cặp đôi này họ đã chính thức quay trở về bên nhau. Không biết là có phải là thật không nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Cặp đôi này khi còn yêu nhau thì đã giành được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả rồi, và đây cũng được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất trong showbiz Việt. Thậm chí là đến khi mà họ chia tay rồi thì cả hai vẫn được khán giả yêu thương mỗi lần nhắc tới, bởi có chia tay thay vì kể xấu người kia, thay vì tránh mặt thì họ vẫn thường xuyên công khai quan tâm và đối xử tốt với nhau. Kể cả khi mà nữ chính, đó chính là Bảo Anh, gặp rắc rối trong sự nghiệp hay là vướng vào những lời đồn về chuyện riêng tư khi bị ám chỉ là kẻ thứ ba, thì Hồ Quang Hiếu cũng đã lên tiếng để bảo vệ Bảo Anh. Và theo như những nguồn tin thân cận và nghe ngóng được sau đó chia sẻ lên mạng xã hội thì cái kết có hậu và được mong chờ nhất với cặp đôi này đã xảy ra, đó là việc họ đã chính thức quay trở về bên nhau sau bao nhiêu sóng gió. Và còn có thông tin cũng cho rằng cả hai còn định xuất hiện chung trong một dự án âm nhạc sắp được ra mắt của Hồ Quang Hiếu, nhưng cuối cùng thì kế hoạch lại không thành. Tuy nhiên thì sau tin đồn này, người trong cuộc đó chính là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn tái hợp với Bảo Anh. Anh cho biết anh và Bảo Anh hiện tại chỉ là những người bạn. Về hình ảnh chụp và đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội thì Hồ Quang Hiếu đã bày tỏ đó chỉ là những hình ảnh cũ và được ghi lại cách đây khá lâu rồi. Mới đây tại Trung Quốc, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra. Một tài xế lái xe buýt đã xô sát với cả khách hàng ngay trên xe và trong lúc đang lái xe, khiến cho chiếc xe này mất lái lao sang làn đường bên cạnh, đâm vào một chiếc xe đi ngược chiều và sau đó lao xuống sông. Và vụ việc đau lòng xảy ra thì đã khiến cho tất cả 13 người thiệt mạng. Vào hôm 28 tháng 10 vừa qua thì một vụ va chạm giữa một chiếc xe buýt với một chiếc ô tô khi đang lưu thông trên tuyến đường thuộc địa phận quận Vạn Châu, phía nam của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã khiến cho chiếc xe buýt lao thẳng xuống sông Dương Tử và đã khiến cho 13 hành khách trên xe thiệt mạng. Được biết sự việc xảy ra là do tài xế xe buýt khi mà đang lưu thông trên cây cầu bắc qua sông Dương Tử ở Trùng Khánh thì đã nảy sinh mâu thuẫn với một khách hàng và sau đó thì họ đã xô sát ngay trên xe, khiến cho chiếc xe mất lái lao sang làn đường bên cạnh và đâm vào một chiếc ô tô. Sau đó chiếc xe lao qua giải phân cách rơi xuống sông và đã xảy ra tai nạn thương tâm trên.
Số hành khách có mặt trên xe buýt thời điểm xảy ra tai nạn thì hiện tại vẫn chưa được phía cơ quan chức năng làm rõ. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương. Người dân địa phương thì cho biết chiếc xe buýt gặp nạn thường đưa rất nhiều học sinh đi du lịch vào cuối tuần và hiện tại thì phía nhà trường đang tiếp tục liên lạc với các giáo viên để kiểm tra số học sinh trong lớp. Bên cạnh những lời chia buồn dành cho gia đình cũng như là những người hành khách gặp nạn thì cuộc ẩu đả của tài xế và hành khách kia đã khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ vì cái chết thương tâm đã xảy ra với rất nhiều người vô tội. Sau 2 năm sửa chữa thì cuối cùng chợ Bình Tây có tuổi đời 90 năm đã chuẩn bị đi vào hoạt động trở lại và hiện tại thì các tiểu thương đã bắt đầu nhận được sạp, sửa lại các kệ hàng và chuẩn bị bán hàng trở lại bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 tới đây. Chợ Bình Tây, chợ lớn mới nằm giữa 4 tuyến đường đó chính là Tháp 10, Lê Tân Kế, Phan Văn Khỏe và Trần Bình thuộc quận 6. Đã được xây dựng từ năm 1928, là ngôi chợ lớn và có kiến trúc đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau năm 1975 thì chợ lớn mới do thương gia có tên là Quách Đàm xây dựng và đổi tên thành chợ Bình Tây. Đầu tháng 4 năm 2017 thì chợ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố và nằm trong khuôn viên rộng 25.000m². Chợ được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa, theo hình bát quái gồm có 12 cổng và sau 2 năm sửa chữa thì ngôi chợ 90 năm tuổi này vẫn giữ được các nét kiến trúc cũ với tháp 4 đồng hồ cổ ở 4 hướng và nhiều bức phù điêu rồng phượng ở các mái. Ngoài ra thì hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera an ninh đã được thay mới toàn bộ và lắp ở nhiều khu vực để đảm bảo an ninh khi mà tiểu thương buôn bán trở lại. Được biết, tổng chi phí sửa chữa cho ngôi chợ này đã lên tới khoảng 104 tỷ đồng và hiện tại thì hầu hết các hạng mục sửa chữa đã được hoàn thành và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Vừa rồi là những tin tức hot nhất và nổi bật nhất có trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 11 mà Cập Nhật Cuối Ngày muốn mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.